Theo báo chí Ả Rập, Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út PIF thông báo sẽ nắm quyền kiểm soát 4 câu lạc bộ bóng đá hàng đầu nước này, trong đó có Al Nassr của Cristiano Ronaldo. PIF, quỹ hiện sở hữu 80% cổ phần của câu lạc bộ ngoại hạng Anh Newcastle United, thông báo sẽ nắm quyền kiểm soát các câu lạc bộ Al Ittihad, Al Ahly, Al Nassr và Al Hilal. Trong số các câu lạc bộ được PIF tiếp quản, Al Nassr đã tuyển mộ Ronaldo với thu nhập 200 triệu đô la mỗi năm, gồm 75 triệu đô la thù lao thi đấu, phần còn lại đến từ bản quyền hình ảnh, hợp đồng thương mại và vai trò đại sứ của anh. Người đứng đầu PIF là Thái tử Ả Rập Xê Út, ông Mohammed bin Salman. Ông sở hữu 80% cổ phần PIF. PIF có tài sản lên tới 320 tỷ bảng Anh, nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với số tài sản của gia đình Thái tử Mohammed bin Salman. Người ta ước tính giá trị tài sản của gia đình Mohammed bin Salman lên tới 1.000 tỷ bảng Anh. Và như thế, Newcastle đã đổi đời chỉ trong một đêm với vị chủ tịch giàu có nhất trong tất cả chủ tịch các câu lạc bộ khác ở Premier League và thế giới. Chủ sở hữu của câu lạc bộ Manchester City là Saïd Mansour, đứng gần nhất có giá trị tài sản 23,3 tỷ bảng Anh, nghĩa là chưa đến 1 phần 10 PIF. Chủ sở hữu câu lạc bộ Chelsea Roman Abramovich đứng ở vị trí kế tiếp với 9,6 tỷ bảng Anh. Newcastle bây giờ còn giàu hơn cả câu lạc bộ Pháp Paris Saint-Germain, đội có tỷ phú Qatar chống lưng. Lúc này, truyền thông quốc tế mới tìm hiểu độ giàu có và gia thế cực khủng đến không thể tin nổi của Mohammed bin Salman. Theo Sun Sport của Anh, Mohammed bin Salman là con trai của quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdulaziz Al Saud. Gia đình của ông sở hữu số tài sản 1.000 tỷ bảng Anh. Điều đó có nghĩa Mohammed bin Salman, người mới 36 tuổi, giàu từ trong trứng nước và ông phải vật lộn với việc tìm cách xài sao cho hết số tiền của mình. Trong quá khứ, ông là một tay chơi khét tiếng vung tiền không tiếc tay khi sở hữu du thuyền trị giá hàng trăm triệu đô la, một ngôi nhà ở Paris được cho là đắt nhất thế giới. Bin Salman cũng sở hữu bức danh họa hiếm có của thiên tài Leonardo da Vinci, có giá trị 320 triệu bảng Anh, nghĩa là còn nhiều hơn số tiền PIF bỏ ra mua lại câu lạc bộ Newcastle. Với danh tiếng hoàng thân quốc thích của gia đình, Mohammed bin Salman có mối quan hệ rất rộng với nhiều người nổi tiếng như Tổng thống Nga Putin hay người mà ông gọi là bạn, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau đây là một đoạn về cuộc đời không thể tin nổi của Mohammed bin Salman. 1. Ngôi nhà đắt nhất thế giới. Năm 2015, cả thế giới phải kinh ngạc khi một người giấu tên vung 230 triệu bảng Anh mua một tòa lâu đài tuyệt đẹp nằm ở phía tây Paris, thủ đô nước Pháp. Vào thời điểm đó, nó được ghi nhận là món hàng có giá trị đắt nhất thế giới. Hai năm sau, nhiều báo cáo xuất hiện khẳng định người mua tòa lâu đài rộng 50.000 mét vuông này là Mohammed bin Salman. Ông mua nó trong một chuyến đi công tác. Nơi này có 10 phòng ngủ, hồ bơi trong nhà và ngoài trời, một thư viện, một con đê nhỏ được bao xung quanh bởi một hồ cá. 2. Siêu du thuyền 380 triệu bảng Anh. Không ngại vung tiền, thái tử của đất nước dầu mỏ Ả Rập Xê Út đã được cho là trao 380 triệu bảng Anh cho ông trùm người Nga Yuri Seller để đóng một chiếc du thuyền cho mình năm 2015. Tên gọi của chiếc du thuyền là Serene. Serene là một trong những chiếc du thuyền lớn nhất thế giới, dài 439 feet 4 inch, tương đương 134 mét, rộng 60 feet, hơn 18 mét. Gần đây, chiếc siêu du thuyền Serene chịu nhiều thiệt hại đáng kể khi mũi tàu bị mắc cạn tại một rạn đá nông ở Biển Đỏ. 3. Bức tranh quý trị giá 340 triệu bảng Anh. Cũng giống như bất kỳ người đàn ông siêu giàu nào khác, Bin Salman cũng yêu nghệ thuật và có một bí mật về điều này. Vào năm 2017, có thông tin cho rằng ai đó đã thay mặt cho thái tử Bin Salman mua bức tranh quý của danh họa thiên tài Leonardo da Vinci với giá 340 triệu bảng Anh. Bức tranh nghệ thuật đó có tên gọi Salvator Mundi của Da Vinci và nó đã trở thành tác phẩm nghệ thuật của Da Vinci được bán với giá đắt nhất từ trước tới nay. Thông tin này sau đó bị nhà đấu giá Christie phủ nhận. Bức tranh này hiện được đặt trong bảo tàng Louvre ở Abu Dhabi, UAE. 4. Mối quan hệ thân tình với Donald Trump. Là thái tử của Ả Rập Xê Út, Mohammed bin Salman tất nhiên có mối quan hệ với nhiều chính trị gia từ khắp nơi trên thế giới, kể cả những người có ảnh hưởng nhất thế giới như Tổng thống Nga Putin hay cựu Tổng thống Mỹ Trump.
Ông Trump từng phải đau đầu giải quyết cuộc chiến với Ả Rập Xê Út năm 2018 sau khi nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại ở Ả Rập Xê Út. Mohammed bin Salman đến thăm Donald Trump để thảo luận về các lệnh cấm Mỹ áp đặt với Ả Rập Xê Út trong sự việc này. Sau cuộc gặp trên, Mohammed bin Salman tiết lộ ông coi Trump là một người bạn thực sự của những người Hồi giáo trên khắp thế giới. 5. Bí ẩn 4 người vợ của Mohammed bin Salman. Bất chấp vai trò công khai của mình, bin Salman có một cuộc sống cá nhân rất kín đáo. Ông được cho là đã kết hôn vào năm 2008 với Sarah bin Mansour, người được gọi là công chúa Babi. Họ có 4 người con. Tuy nhiên, bin Salman chưa bao giờ đưa Sarah bin Mansour tháp tùng mình trong những chuyến đi công tác. Vào tháng 4 năm 2018, Mohammed bin Salman chia sẻ trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron: "Tôi muốn các con tôi có cuộc sống bình thường, tránh xa mọi ánh đèn sân khấu, áp lực chính trị và mọi sự chú ý. Tôi muốn họ có cuộc sống bình thường và vợ tôi cũng muốn như vậy." Có báo cáo từ Ả Rập Xê Út cho rằng Mohammed bin Salman có tổng cộng 4 người vợ. Tuy nhiên điều đó chưa bao giờ được Mohammed bin Salman hay bất kỳ ai biết rõ xác nhận. Video đến đây là hết rồi. Bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.